Có mấy bạn đến chơi. Hôm nay dây này á? Dây này thả diều này có được không? Cháu ở trên của mình nhỉ? Cháu học lớp mấy rồi? Bạn tên gì nhỉ? Cháu tên gì? Cháu tên Bảo. Hôm nay sơn lại cái màu này nhá. Đẹp nha. Đây con diều đầy chào và Khánh tặng các bạn nhé. Bạn về bạn sơn màu. Hôm qua thả chưa? Bộ nan đấy hả? Con này là cờ, đây là cờ, con này là Ấn Độ đấy chứ. Con này thả vài chuẩn luôn đó. Vừa thả bão vừa rồi đó. Phải giấu to rồi mà không gãy đâu. Giấu bé mấy nhỉ? 2m8 này. 32. Đấy, bạn đến chơi bạn tên gì nhỉ? Hưng. Bạn Hưng này rồi đến bạn chi nhỉ? Bạn lúc nãy là bạn gì quên nữa nhỉ? Bạn Bảo. Bạn gì nữa nhỉ? Bạn Thiệp. Bạn đến nhà mình chơi các bạn nhé. Tặng bạn cái diều với sáo luôn. Sớm để cho con diều ống về chơi nhỉ? Tôi mấy bạn nó có thích chơi diều hộp không? Nên là mình lại cho bạn Hiếu rồi, kỷ niệm bạn Hiếu để xin lại bạn Hiếu xem hãy được, mình xin lại bạn Hiếu cho các bạn chơi nhé. Có biết kênh cái diều ống không, diều hộp không? Tôi biết, cho thấy rồi. Trên kênh nhá, xem chưa? Diều ống lên khủng khiếp đấy. Đưa về Quảng Minh chơi thì chắc chắn là độc lạ Quảng Minh. Lạ Quảng Minh. Diều nó có kéo được xe đạp không? Diều nó kéo được cả phun lên tàu. Diều ống rồi mà. Diều ống á. Không kéo được. Không kéo được. Cái diều to. Diều to. Diều to kéo cả trù lên tàu. Diều to 4m hôm nào gió to nó là hôm nào mình sẽ chơi hết cái cuộn dây các bạn nhá. Cuộn dây nó 600m. Chắc chắn là hôm nào mà gió to một chút sẽ chơi đúng hết cuộn dây 600m luôn. Cái cuộn dây nó mua mấy triệu, 4 triệu. Tức là hai bạn kia cũng đồng hành với bạn này đúng không? Ba bạn cùng chơi đúng không? Ba cháu về nhá. Rồi, về nhá. Bye bye nhá. Chào.
Rồi, các bạn nó về rồi nhá, mình kết thúc video tại đây các bạn nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, bạn xem cho một like, một đăng ký kênh các bạn nhá. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.